Xin được chào mừng tất cả các anh em đã quay trở lại với kênh Weibo Chúa. Từ tập 1 cho đến tập 4 của Dragon Ball Daima đã xuất hiện rất nhiều những nhân vật từ cũ cho đến mới. Tuy nhiên thì trong đó lại vắng mặt anh chàng Gohan và cô bạn gái Viden. Điều này làm cho nhiều người đặt ra một câu hỏi lớn rằng Gohan đã đi đâu rồi, hay là do tác giả đã quên mất cái sự hiện diện của cậu cả nhà Goku chăng? Điều đó thì không hề đúng nhá, bởi vì trong tập 1 của anime đã có nhắc về Gohan. Khi mà Krillin hỏi Goku tại sao Gohan đang đến tham dự buổi tiệc sinh nhật của Trunks thì anh khỉ đáp rằng do Gohan đang bận học nên là không thể đến. Nhưng mà đối với một người hay quên như kiểu là Goku, kèm theo chút ấp úng qua lời nói thì cái việc Gohan đang đi học vẫn chưa được chắc chắn lắm. Biết đâu Goku chỉ nghĩ đơn giản là vậy, nhưng mà thực tế nó lại hoàn toàn khác thì sao ạ? Rõ ràng Dragon Ball Daima là một bộ anime kỷ niệm 40 năm của thương hiệu này. Bộ phim đã khiến cho những nhân vật chính bị teo nhỏ lại như là một đứa học sinh lớp 1. Điều này đã giúp cho chúng ta nhớ về một kỷ niệm tuổi thơ tuyệt vời. Ngoài hình ảnh Goku trở lại hình dáng trẻ con kết hợp với cái gậy như ý làm cho mình nhớ lại lúc mà theo dõi từng khoảnh khắc Goku đi tìm Ngọc Rồng khi mà anh ấy còn nhỏ xíu. Vegeta, phiên bản mini lần này thì đã khắc họa rõ nét độ ngầu lòi, thông minh bẩm sinh của một hoàng tử chủng tộc Saiyan. Đồng thời thì bộ truyện cũng đã cho chúng ta thấy hình dáng của một thiên tài khoa học từ nhỏ như là Bulma dễ thương ra sao. Và chưa dừng lại ở đó đâu, những nhân vật như là Chi Chi, Như Ma Vương, Piccolo, ông Popo cũng đã được xuất hiện và có một chút đất diễn cho riêng mình. Điều này thì hoàn toàn hợp lý vì đây là một bộ anime kỷ niệm nhằm tri ân cho fan của những nhân vật trong thế giới bi rộng. Tuy nhiên thì Gohan lại mất tích trong một bộ anime quan trọng như thế. Điều này thì có phần hơi vô lý. Nhiều người vẫn chưa biết lý do tại sao lại như vậy. Khán giả thì cho rằng là Gohan chỉ đơn giản là đang đi học cùng với cô bạn gái như lời nói của Goku mà thôi. Theo mình nghĩ thì không có lý do gì để mà tác giả phải làm như thế cả. Anh em nên nhớ là Gohan lúc nhỏ bá đạo cỡ nào và lượng fan lớn ra sao không? Ngoài ra thì Gohan cũng là một đứa con cưng của Dragon Ball, nên chẳng có lý do gì để mà tách cậu ấy ra khỏi cốt truyện hoặc là khiến cho một nhân vật đặc biệt như thế bị mờ nhạt hơn Goku hay là Vegeta vì phải bận học, đúng không ạ? Được biết, Dragon Ball Daima bắt đầu sau phần Dragon Ball Z và trước phần Dragon Ball Super. Dẫu biết là như vậy nhưng mà thời gian cụ thể của anime này thì nhiều anh em vẫn chưa được rõ cho lắm. Vậy thì để mình giải thích cho anh em hiểu trước đã nhá. Sau trận đại chiến với Majin Buu, Gohan vừa vào học ở trường trung học Orange Star trong thành phố Satan và được khai là 17 tuổi, nhưng mà thật ra là 18 tuổi, bởi vì trước đó anh đã cùng với Goku dành 1 năm luyện tập trong căn phòng thời gian. Còn Goten thì mới chỉ có 7 tuổi mà đã được lên Super Saiyan rồi, được xem như là người đạt được trạng thái này sớm nhất trong lịch sử. Còn người thân nhất với cậu bé Trunks lúc này cũng vừa mới lên 8 tuổi. Sau đó thì đến Dragon Ball Daima, bộ anime mở đầu với bữa tiệc sinh nhật 9 tuổi của Trunks. Như vậy thì từ đó suy ra là Dragon Ball Daima chỉ diễn ra một thời gian ngắn, khoảng vài tháng hoặc là một năm gì đó sau khi mà Arc Majin Buu kết thúc. Điều này có nghĩa là Gohan lúc bấy giờ vẫn còn là một học sinh trung học 18 tuổi trên giấy tờ, mặc dù tuổi thật sự là 19. Như vậy thì cái lời đồn cho rằng Gohan đang rất bận rộn với công việc nghiên cứu trong căn phòng của anh là một điều chưa đúng lắm. Và cái việc cho rằng Gohan đang đi hưởng tuần trăng mật với Viden vì họ mới cưới nhau là sai hoàn toàn, vì phải qua đến phần Super Gohan. Vì phải qua đến phần Super, Gohan và Viden mới chính thức kết hôn với nhau. Từ những điều đó đúc kết lại thì chúng ta biết được Gohan vẫn đang là một học sinh trung học và hiện tại thì đang đi học nên là không đến chung vui cùng với mọi người thông qua lời nói của Goku. Vậy thì hiện tại chúng ta vẫn còn đang nghi ngờ lời nói của Goku có chính xác hay là không, hoặc là đã có chuyện gì xảy ra với Gohan khi mà anime lại không cho cậu ấy xuất hiện, mặc dù Dende và ông Popo không tham dự buổi tiệc mà vẫn được tác giả cho xuất hiện từ hình dáng khi mà còn bình thường cho đến lúc bị teo nhỏ. Dựa vào buổi tiệc của Trunks thì chúng ta dễ dàng nhận ra rằng là tiệc sinh nhật được tổ chức vào buổi sáng sớm, và sau bao nhiêu lâu tìm hiểu thì mình biết được là Trunks sinh ngày 1 tháng 6 thuộc cung sóng tử. Ở cái thời điểm này thì không biết là Gohan có đang được nghỉ hè hay không, vì những chi tiết thường ngày như thế này không được Dragon Ball khai thác nhiều nên là mình vẫn chưa rõ cho lắm. Nhưng nếu để ý kỹ vào chi tiết khi mà Trunks thổi nến bánh kem thì mọi người có chúc mừng sinh nhật Trunks kèm theo vế sau là "Chào mừng trái đất đã trở lại". Điều này có nghĩa là chỉ vừa mới kết thúc trận chiến với Majin Buu mà thôi. Sau trận chiến mọi người đều trở lại với cuộc sống bình thường. Khi đó Gohan đã quá bận rộn với chiến đấu nên cậu phải học bù lại là một điều đương nhiên. Mặc dù là như thế, nhưng mà lý do Gohan không được đưa lên màn ảnh trong lúc bị rồng thần biến nhỏ, mặc dù lúc đó nhân vật nào cũng được xuất hiện ít nhất một lần.
Ngoài ra thì trong tất cả các trailer giới thiệu bộ phim cũng không hề có xuất hiện gương mặt của Gohan. Từ đó có thể thấy là tác giả đang muốn giấu đi nhân vật này để chuẩn bị cho một màn comeback siêu ngầu lòi trong tương lai. Vậy thì tác giả sẽ làm điều đó bằng cách nào? Nếu như anh em có để ý kỹ thì sẽ có một chi tiết giúp gợi ý cho chúng ta biết về dự định của tác giả dành cho Gohan. Trong lúc Đại Ma Vương Goma cùng với Degesu và Neva trên đường di chuyển đến trái đất, sau khi Goma khai báo địa điểm mà hắn muốn đến thì Warp có nói rằng chỗ này tại sao lại hot đến như thế? Vì ngoài Bobby D và Dabura thì tiến sĩ Arinsu, chị gái của Degesu cũng từng đến đây. Tuy nhiên thì anime lại chỉ úp úp mở mở cho chúng ta biết về chi tiết này và không có bất cứ một tiết lộ gì sau đó nữa. Vị trí mà Arinsu muốn đến là trái đất nên theo mình nghĩ là cô ta đã có nhúng tay vào sự mất tích của Gohan. Nhưng mà thay vì tác giả tiết lộ cho khán giả biết toàn bộ hành động này thì ông ấy lại chỉ mập mờ một vài chi tiết nhỏ cho chúng ta tự suy nghĩ ra mà thôi. Đầu tiên thì phải đặt ra câu hỏi rằng là tiến sĩ Arinsu đến trái đất để làm cái gì? Cũng trong tập 1 đấy, khi mà Goma cùng trò chuyện với cô nàng tiến sĩ này thì chúng ta được biết rằng trước đây Ma Vương Dabura đã cung cấp rất nhiều chi phí cho Arinsu thực hiện những công trình khoa học của mình. Tuy nhiên thì đến thời của Goma, hắn nói với một giọng điệu rất là đều là chưa chắc chắn hắn sẽ giúp Arinsu giống như kiểu là Dabura đâu. Mặc dù nói là chưa chắc nhưng mà trong suy nghĩ của Goma đã chắc kèo rằng là hắn sẽ không giúp Arinsu bất cứ một chi phí nào, hoặc là chỉ một chút ít đồng tiền lẻ vào khoa học của cô mà thôi. Điều này chắc chắn sẽ đụng chạm đến lòng tự trọng của Arinsu. Đồng thời thì những cái lợi ích trước đây của cô cũng sẽ thâm hụt đi rất là nhiều. Vậy nên là việc chuẩn bị lên một cái kế hoạch để đảm bảo lợi ích của mình là một điều sẽ xảy ra. Đây rất có thể là lý do chính khiến cho Arinsu bay đến trái đất. Nếu như nói Arinsu đến trái đất để tìm tài nguyên và chi phí để phục vụ cho công việc của cô thì là một điều rất khó xảy ra, bởi vì trái đất rất là nghèo so với đại ma giới. Vậy thì chỉ còn có lý do khác, đó là lật đổ cái ghế của đại ma vương của Goma mà thôi. Trong cuộc nói chuyện giữa Arinsu và Goma thì cô đã cảnh báo cho Goma biết về sức mạnh mà nhóm người trái đất đang sở hữu. Cô cho rằng là sớm muộn gì thì những người đó sẽ đến đại ma giới và đánh bại hắn ta thôi. Từ đó thì một câu hỏi được đặt ra rằng tại sao Arinsu lại nói như thế? Và có lẽ nào đó lại chính là kế hoạch của cô chăng? Và đó cũng chính là giả thuyết mà mình muốn nói cho anh em biết. Với thái độ của Arinsu, chúng ta đều biết là cô ta bất mãn với Goma đến như thế nào rồi đúng không ạ? Kèm theo chi tiết là cô ấy đến trên đất và sự mất tích của Gohan thì chắc chắn là cả hai người họ đang liên quan gì đó đến với nhau. Trong Dragon Ball Z, khi mà Kaioshin cùng với Kibito đến trên đất để tìm người hỗ trợ đánh bại Majin Buu thì Shin đã rất ấn tượng với tiềm năng của Gohan. Vậy nên là cũng không quá là khó hiểu khi mà Arinsu là chị của Shin nên khả năng nhìn người của họ là giống nhau. Nên cái việc là cô ấy đánh giá cao sức mạnh của Gohan không có gì quá khó để mà đoán. Nếu như vua Kanda ra lệnh cho Glorio đến trái đất và đưa Goku đến để hỗ trợ họ lật đổ Goma thì việc Arinsu đến trái đất và làm điều tương tự như thế với Gohan cũng có thể xảy ra một lần nữa. Hoặc là sử dụng một cách khác bạo lực hơn, đó là bắt cóc chẳng hạn. Trong tập 3, Dragon Ball Daima đã nói rằng phi thuyền của đại ma giới được vận hành bằng phép thuật. Từ đó thì suy ra rằng khoa học ở nơi đây được gắn liền với phép thuật nên là sẽ rất vượt trội. Vậy nên là cái việc mà Arinsu sử dụng khả năng của mình để dẫn dụ Gohan đến và làm việc cho cô ta là một điều có thể sẽ xảy ra. Và cũng thêm một thông tin mình muốn nhắc cho anh em nhớ đến, đó là Gohan trong thời điểm này không hề yếu kém như phần đầu của Dragon Ball Super đâu. Trong phần Super, Gohan đã bỏ công ra luyện tập khoảng 5 năm. Vì cậu ấy cần rất nhiều thời gian để theo đuổi ngành học nghiên cứu và kể cả cái việc lo cho gia đình nhỏ của cậu ấy. Còn ở thời điểm hiện tại, Dragon Ball Daima nối tiếp thời gian chỉ vừa đánh bại Majin Buu mà thôi. Điều này có nghĩa là Gohan đang ở trên đỉnh cao của sức mạnh. Khi mà anh vừa mới luyện tập với Kaioshin và được Okai khai mở tiềm năng sức mạnh và đạt được dạng Mystic, tiền đề cho hình thái sức mạnh Gohan Beast ở Dragon Ball Super. Nếu như mà anh em còn nhớ thì trạng thái Mystic của Gohan hoàn toàn là ao trình so với Buu sau khi hắn hấp thụ Goten. Và dạng này của cậu ấy còn được đánh giá là mạnh hơn cả trạng thái Super Saiyan 3 của Goku. Vậy nên là nếu muốn nói ai là người mạnh nhất trong Dragon Ball Daima hiện tại thì chỉ có Gohan mà thôi. Lưu ý là không tính những chiến binh hợp thể như kiểu Vegito nhé. Vì trong thời gian sắp đến rất có thể là Goku sẽ được hợp thể với một ai đó và tạo ra một chiến binh có sức mạnh khủng khiếp nhất cái anime này. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau quay lại vấn đề của Gohan. Nếu như mà Dragon Ball Daima muốn biến con trai lớn của Goku trở thành điểm nhấn của bộ phim thì mọi khúc mắc về nhân vật này chắc chắn sẽ được gỡ bỏ. Gohan trong Dragon Ball Super được đánh giá là quá tệ vì chỉ thấy là được búp sức mạnh chứ không hề thấy luyện tập gì cả. Việc này dẫn đến phía Dragon Ball bị gạch đá nhiều đến mức đủ xây mấy cái nhà luôn. Nếu như anh em có để ý thì từ lúc mà Dragon Ball Daima ra mắt đến bây giờ đã có rất nhiều thông tin mới tiết lộ như kiểu là nguồn gốc của chủng tộc Namek và những người có tai nhọn này, điều ước của Ngọc Rồng này, cấu trúc của đại ma giới vân vân và mây mây. Vậy nên là trong tương lai, bộ phim chỉ cần tiết lộ thêm về bản chất con người Gohan là đã có thể giải quyết được mọi sự khó chịu của khán giả dành cho cậu ấy rồi. Kiểu như là cơ thể của Gohan bản chất khi mà vừa được sinh ra đã có được tiềm năng to lớn giống như kiểu là giữa con người và con tinh tinh ấy. Con người thì cần tập luyện rất nhiều mới có thể khỏe, nhưng mà con tinh tinh sinh ra phát khỏe luôn các bạn ạ.
Và vừa rồi là những giả thuyết kèm theo một tí phân tích của mình về tung tích của Gohan. Nếu mà anh em thấy hay thì đừng quên nhấn like, share, subscribe để ủng hộ kênh nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.